Liên Bộ Tài chính Công Thương vừa thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định. Tại kỳ điều hành chiều nay, giá xăng được Liên Bộ điều chỉnh tăng mạnh gần 1.000 đồng mỗi lít. Cụ thể, xăng E5 tăng 753 đồng một lít, giá mới là 22.171 đồng một lít. Xăng A95 tăng 925 đồng một lít, giá mới là 23.407 đồng một lít. Các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng, nhưng mức tăng không đáng kể. Kỳ này, nhà điều hành không chỉ sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu với các mặt hàng, ngược lại yêu cầu trích lập vào quỹ đối với dầu mazut ở mức 300 đồng ký như kỳ trước và các mặt hàng khác không trích lập.